Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau hai thất bại ở ba lượt trận đầu tiên, đội tuyển Nhật Bản cần có được chiến thắng trước đội tuyển Australia để duy trì cơ hội cạnh tranh xuất trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Morisasu nhanh chóng dồn ép đối thủ và sớm có bàn vươn lên dẫn trước. Phút thứ 8 của trận đấu, Minamino có đường truyền vào vòng cấm cho Tanaka. Cầu thủ này tận dụng pha phá bóng hụt của hậu vệ Australia để không chế bóng trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua này, Australia lập tức đáp trả với cơ hội từ cú đánh đầu của trung vệ Sanbori, nhưng thủ thành Gonda bên phía Nhật Bản đã kịp thời đẩy bóng giải nguy. Ở khoảng thời gian sau đó, chứng kiến sự áp đảo của Nhật Bản, hàng tiền vệ của đội chủ nhà tỏ ra vượt trội trong việc kiểm soát bóng, khiến Australia gần như không có cơ hội để tiếp cận khung thành của Gonda. Nếu như tận dụng tốt các cơ hội, Samurai xanh đã có thể ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bị lép vế, nhưng Australia bất ngờ có cơ hội gỡ hòa phút thứ 41. Pha phối hợp hay của đội khách tạo ra khoảng trống cho Tagat, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm trúng cột dọc. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn thuộc về Nhật Bản. Đội chủ nhà khiến Australia không thể triển khai bóng để tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Cũng giống như hiệp 1, Nhật Bản có những cơ hội để nâng tỷ số nhưng lại không tận dụng thành công. Khi đang sở hữu mọi lợi thế trên sân, Nhật Bản lại bất ngờ mắc sai sót, tạo cơ hội để cho Australia có bàn quân bình tỷ số phút thứ 70. Trung vệ Morita phạm lỗi với tiền đạo Australia ngay trước vòng cấm địa. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Hrustić có pha sút bóng đẹp mắt tung lưới thủ môn Gonda. Không chấp nhận kết quả hòa trên sân nhà, Nhật Bản liên tiếp dồn ép Australia. Hàng tá cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút của Nhật Bản tỏ ra kém duyên. Tưởng như Nhật Bản sẽ phải chia điểm với Australia thì may mắn đã đến với họ ở phút thứ 86 của trận đấu. Cầu thủ vào sân thay người Asano có pha câu bóng khó chịu vào phía trong, tạo nên một tình huống lộn xộn và trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Behic của đội khách đã đá phản lưới nhà. Giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia, Nhật Bản đã có 6 điểm sau 4 trận đấu, tạm thời rút ngắn khoảng cách với các đội xếp trên là Australia và Saudi Arabia xuống còn 3 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.